Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt. Mẫu xe Hyundai i10 là mẫu xe nằm trong phân khúc hạng A. Với cái tầm tiền từ 400 đến 500 triệu thì anh em có thể lựa chọn cho mình một số những phiên bản của i10. Và hiện tại trong phân khúc hạng A, ngoài i10 ra thì anh em còn có thêm những sự lựa chọn như là Kia Morning hay là Fadil. Fadil thì hiện tại xe không còn nhiều, còn nát đác xe tồn tại trong các showroom. Kia Morning thì có giá bán rất là cao. Chính vì vậy Hyundai Grand i10 đang là một sự lựa chọn tốt nhất trong phân khúc xe hạng A cho anh em Và trong video hôm nay em sẽ cập nhật cho anh em những chính sách bán hàng của từng phiên bản Hyundai i10 Tại thời điểm giữa tháng 3 này Mời em cùng xem chi tiết video Và anh em cùng đến với phần đầu tiên những thông tin chung. Hyundai Grand i10 được lắp ráp tại Việt Nam với hai kiểu dáng hatchback và sedan. Mỗi kiểu dáng thì lại có 3 phiên bản để anh em lựa chọn, trong đó có hai phiên bản số tự động và một phiên bản số sàn. Cụ thể từng phiên bản như sau. Đối với kiểu dáng hatchback thì phiên bản cao cấp nhất đó là i10 1.2 AT hatchback. Phiên bản thứ hai đó là i10 1.2 AT hatchback bản tiêu chuẩn và phiên bản thứ ba đó là i10 1.2 MT hatchback bản tiêu chuẩn số sàn đối với kiểu dáng sedan thì phiên bản cao cấp nhất đó là i11.2 at sedan phiên bản thứ hai đó là i11.2 at sedan bản tiêu chuẩn và phiên bản thứ ba đó là i11.2 mt sedan base số sàn bản tiêu chuẩn và hiện tại thời điểm này có những phiên bản có xe giao cho anh em thứ nhất đó là i11.2 at Hatchback xe sản xuất 2023 i11.2 mt base số sàn bản tiêu chuẩn xe sản xuất 2023 kiểu dáng sedan thì hiện tại có i11.2 at sedan xe này vẫn là xe sản xuất năm 2022 và trong video trước em có cập nhật nhầm cho anh em Đó là xe sản xuất năm 2023 Và em xin lỗi những anh em nào đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe i10 sedan Và em có báo nhầm Và em xin đi chính trong video này Đó là xe vẫn là xe sản xuất năm 2022 Và hiện tại đang có xe 22 để giao cho anh em Còn đối với i10 1.2 AT sedan bản tiêu chuẩn Hay là i10 1.2 MT sedan base Hiện tại không có xe Chính vì vậy trong video này em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng của ba phiên bản xe đó là i11.2 AT hatchback bản đủ, i11.2 MT hatchback bản tiêu chuẩn và i11.2 AT sedan bản đủ. Chính sách bán hàng của Hyundai không phân vùng thị trường, anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe. Hình thức mua bán thì anh em có hai hình thức đó là mua trả thẳng hoặc mua trả góp. Đối với những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em được vay ngân hàng tối đa lên đến 85% trong cái thời gian vay tối đa là 8 năm, tối thiểu là 3 năm và với cái mức lãi suất năm đầu tiên anh em được ưu đãi là khoảng 1% trên một tháng, từ năm thứ hai trở đi biên độ sẽ dao động là khoảng 1,1% trên một tháng. Điều kiện để vay vốn đó là anh em không có nợ xấu. Và mời anh em cùng đến với phần thứ hai đó là chi tiết chương trình bán hàng từ phiên bản i10 tại thời điểm này. Và phiên bản đầu tiên em giới thiệu đến anh em đó là i 11 2 ATH Back, số tự động bản một đầu, bản đủ, xe sản xuất năm 2023. Phiên bản này có giá niêm yết là 435 triệu và tại thời điểm giữa tháng 3 này em bán cho anh em với giá là 408 triệu như vậy anh em được giảm hơn 20 triệu tiền mặt anh em được tặng kèm những phụ kiện sau thứ nhất đó là camera hành trình thứ hai đó là bọc vô năng bằng da thứ ba đó là bộ thảm để chân thứ tư đó là một nọ nước hoa và với cái giá bán là 408 triệu thì em có tính cái chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được anh em nào ở Hà Nội sẽ là 482 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 473 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 463 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 454 triệu chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước những khoản chi phí này có hóa đơn chứng từ rõ ràng và chưa có bảo hiểm thất vỏ cùng với một số những phụ phí khác anh em hiểu cho em có nghĩa là anh em mua nguyên xe là 408 triệu anh em mang về anh em tự đi đăng ký thì sẽ hết cái chi phí ra biển số như em giới thiệu trong video và anh em nào ở các tỉnh xa thì anh em nên cân đối cho em thêm những chi phí vận chuyển đi lại vì showroom của em ở Hà Nội. Những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 346 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 7 triệu, trong đó gốc chia đều là 3,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,4 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và số tiền bắt đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị là 135 triệu. Anh em ở Sài Gòn là 127 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 116 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 107 triệu ngoài ra thì anh em còn phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên trị giá là 5,7 triệu và phải sử dụng dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe của showroom bên em tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là i11.2 mth backbase số sàn bản tiêu chuẩn xe sản xuất là 2023 Phiên bản này có giá đến biết là 360 triệu và tại thời điểm tháng 3 này giá bán cho anh em là 346 triệu. Anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như bản AT bản đủ em vừa mới giới thiệu, anh em có thể nhìn trên màn hình. Chi phí ra biển số năm bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 411 triệu, anh em ở Sài Gòn là 404 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 392 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 384 triệu chi phí ra biển số là bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp anh em được vay ngân hàng tối đa là 294 triệu và với gói vay tối đa như vậy thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 6 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 3,1 triệu lãi suất tháng đầu tiên là 2,9 triệu dư nợ sẽ giảm dần Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất khi mà anh em mua chiếc i10 1.2 MTH bách bản tiêu chuẩn như sau. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị là 117 triệu, anh em ở Sài Gòn là 109 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 97 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 90 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu trị giá là 4,8 triệu và sử dụng dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe của Su bên em. Và có một lưu ý, anh em ở các tỉnh xa như ở miền Trung hay miền Nam, anh em muốn mua trả góp ngoài showroom bên em thì anh em vẫn có thể mua được nhưng anh em nên cân đối cho em những chi phí đi lại vận chuyển để anh em ra ngoài em mua trả góp vì nó còn phụ thuộc về phía ngân hàng nữa chính vì vậy anh em nên tham khảo thêm chính sách bán hàng tại các showroom ở gần anh em anh em so sánh nếu mà chênh lệch không nhiều thì anh em cứ lấy tay ở gần cho em tiếp theo mấy em cùng đến với phiên bản thứ ba đó là i11.2 AT sedan bản đủ số tự động bản hai đầu giá niêm yết là 445 triệu và giá bán cho anh em tại thời điểm này là 420 triệu và em xin phép nhắc lại đây vẫn là xe sản xuất năm 2022 và em xin lỗi những anh em nào xem video trước của em thì em có cập nhật nhầm đó là xe sản xuất năm 2023 anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như hai bản i10 em vừa mới giới thiệu anh em có thể nhìn trên màn hình và chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 495 triệu anh em ở Sài Gòn là 486 triệu anh em ở các tỉnh áp 22% thuế là 476 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 467 triệu chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể xem trên màn hình những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 357 triệu và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 7,2 triệu trong đó gốc chia đều là 3,7 triệu trong 8 năm lãi suất tháng đầu tiên là 3,5 triệu dư nợ sẽ giảm dần và số tiền bắt đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 138 triệu Anh em ở Sài Gòn là 129 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 119 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 110 triệu Ngoài ra thì anh em còn phải mua thêm bảo hiểm thất vỏ Năm đầu trị giá là 5,8 triệu Phải sử dụng dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe của showroom bên em. Về nguồn cung hàng hóa của các phiên bản i10 tại thời điểm này thì như em giới thiệu trong phần đầu video thì có 3 phiên bản em đã ứng được xe cộ cho anh em và còn tùy thuộc vào màu sắc anh em lấy phiên bản nào màu gì thì liên hệ với em em sẽ kiểm tra cập nhật kho xe cho anh em tại điểm đó và những anh em nào mua xe đăng ký chạy dịch vụ của biển vàng thì cũng liên hệ với em em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết lăn bánh chọn gói cho xe đăng ký biển vàng để anh em tham khảo trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của các phiên bản i10 tại thời điểm giữa tháng 3 này cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em